Xin chào quý vị và các bạn. Không còn bầu trời trong xanh và ánh nắng vàng chiều sớm, ngày hôm nay bầu trời thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đã chuyển nhiều mây âm u, thậm chí một số nơi đã có mưa ngay từ tối và đêm qua. Theo dự báo, những cơn mưa rào và dông sẽ còn tiếp tục lặp lại trong ngày hôm nay, thậm chí cường độ mưa sẽ còn lớn hơn. Nguyên nhân gây mưa là do một dải mây dông ở phía Bắc dịch chuyển xuống nước ta, kết hợp với hoạt động của đới gió Đông Nam đẩy ẩm từ biển vào đất liền. Chính vì thế, hình thế thời tiết này sẽ khiến cho ngày mai các tỉnh miền Bắc trời nhiều mây hơn và có mưa rào và dông ở trên diện rộng. Các tỉnh Việt Bắc, Đông Bắc, khu vực đồng bằng, bao gồm cả thủ đô Hà Nội, sẽ là nơi xảy ra mưa nhiều, có điểm còn có mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Thời điểm mưa to nhất dự kiến sẽ xảy ra trong khoảng thời gian từ trưa cho đến khoảng 21 giờ, với lượng mưa là từ 20 cho đến 40mm, có nơi có thể lên trên 50mm. Do có mưa nên ngày hôm nay tại Bắc Bộ thời tiết sẽ khá mát mẻ khi nhiệt độ giảm xuống khoảng 2 đến 3 độ so với ngày hôm qua. Và buổi sáng nhiệt độ thấp nhất ở vào khoảng từ 23 cho đến 25 độ, còn trưa chiều phổ biến từ 29 đến 31 độ. Các tỉnh ven biển như Quảng Ninh, Hải Phòng nhiệt độ thậm chí còn có thể thấp hơn. Dự kiến đợt mưa dông lần này tại khu vực Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội tập trung trong khoảng từ ngày 12 cho đến ngày 15 tháng 5, nên nhiệt độ trong những ngày tới vì thế sẽ ổn định trong khoảng từ 29 cho đến 32 độ, một số nơi có thể cao hơn. Thời tiết chuyển mát nhưng các hoạt động ngoài trời sẽ gặp bất lợi do trời mưa. Vì vậy, ngay lúc này, trước khi ra khỏi nhà để bắt đầu ngày mới, quý vị hãy lưu ý chuẩn bị thêm áo mưa để đối phó với những cơn mưa dông bất chợt có thể xảy ra trong ngày. Đồng thời, chúng ta cũng cần hết sức cảnh giác với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm thường đi kèm trong những cơn dông chuyển mùa này, bao gồm tố lốc xoáy và gió giật mạnh. Xuống đến các tỉnh miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, mưa dông sẽ xảy ra muộn hơn so với các tỉnh phía Bắc. Thời điểm từ sáng đến trưa trời vẫn có nắng, nên nhiệt độ cao nhất ngày mai tại khu vực này vẫn sẽ duy trì trong khoảng từ 31 cho đến 33 độ. Khả năng phải từ chiều đến tối nay, tại đây cũng sẽ có mưa rào và dông rải rác. Đầu tiên, mây dông sẽ hình thành ở vùng núi phía Tây, sau đó sẽ lan rộng và gây mưa cho khắp các tỉnh thành từ Thanh Hóa trở vào cho đến Huế. Nằm xa hơn về phía Nam, các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, ban ngày trời nắng ráo, còn trưa chiều thì nhiệt độ cao nhất đạt khoảng 31 cho đến 33 độ. Tuy nhiên, đáng lưu ý là vào thời điểm chiều tối, trời cũng nhiều mây hơn, một số nơi sẽ có mưa rào và dông. Mưa có xu hướng xảy ra nhiều hơn ở khu vực phía Nam như là tại Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Trong khi đó, tại Nam Bộ và Tây Nguyên, thời tiết mát mẻ và mưa nắng đang xen trong ngày. Nguyên nhân là do sự hoạt động của rãnh áp thấp xích đạo cùng với nhiễu động từ phía biển dịch chuyển vào đất liền. Những cơn mưa rào và dông có cơ hội xảy ra trên khu vực vào nhiều thời điểm trong ngày. Tuy nhiên, mưa dông lượng khá vẫn có xu hướng hoạt động mạnh hơn về chiều tối và đêm. Đi kèm với mưa dông là các hiện tượng sấm sét, lốc xoáy và gió giật mạnh khá nguy hiểm. Do có mưa nên nhiệt độ trên cả hai khu vực sẽ khá mát mẻ, với mức nhiệt độ hầu hết đều ở dưới ngưỡng 32 đến 33 độ. Xin được chuyển sang thời tiết trên biển. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa trong 3 ngày tới, thịnh hành đới gió đông đến đông nam có cường độ khoảng cấp 4, cho nên tình trạng biển bình thường. Trong khi đó, ở vùng biển phía Nam, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp cho nên khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông, và trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Như vậy là trong hôm nay kéo dài tới cuối tuần, mưa dông diễn ra trên cả hai khu vực Bắc Bộ và Nam Bộ của nước ta, các tỉnh Bắc Trung Bộ cùng với Nam Trung Bộ. Riêng Trung Trung Bộ duy trì thời tiết nắng ráo. Bản tin thời tiết sáng nay cũng xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại! Thank you.